Đức Hồng Y Fero, Nguyễn Văn Nhơn, sinh ngày mùng 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt. Thân phụ của ngài là ông cổ Tadeo Nguyễn Văn Sang và thân mẫu là bà cổ Maria Madalena Nguyễn Thị Vàng. Ngày 21 tháng 12 năm 1967, ngài được phong chức linh mục tại giáo phận Đà Lạt. Ngày 11 tháng 10 năm 1991, được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt ngày 23 tháng 3 năm 1994, được bổ nhiệm chức giám mục chính tòa, giáo phận Đà Lạt. Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó, tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, được bổ nhiệm làm tổng giám mục chính tòa, tổng giáo phận Hà Nội. Ngài được bầu giữ chức chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2007-2013. Ngày mong 4 tháng 1 năm 2015, được vinh thăng tước vị Hồng Y. Ngày 17 tháng 11 năm 2018, tòa thành chấp thuận đơn xin từ nhiệm và cho phép ngài nghỉ hưu theo giáo